Bà tỏ là dương cho unit swan tay mà đoan tấm. Bà. Là unit swan nó dương riêng tạ tông cho mùi nâng getting along. Bà getting along. Hay này kia chia unit outline bỏ dương. Nâu không unit này thì mùi dương nâng riêng tạ tông cho mùi nâng modal auxiliary verb. Bà tí tí. Chút bật nhu tí nó không? Và thứ tư, dương riêng tạc tông cho mùi nâng modal, auxiliary verb, or probability, present, and future. Thế thì bây dương riêng tạc tông cho mùi nâng modal, auxiliary verb, and related verbs. Nha? Chẳng hạn này cứ chia unit outline bởi dương đại dương thấu for cơ, bây chúng nói nâng nha. Bà. Hay tạc tông cho mùi nâng learning of the two bởi dương, và in the end, rước by the end of the lesson, okay, you will be able to recognize the modal auxiliary verb. And number two, this use modal auxiliary verb. Nah? And the last one is practice the modal auxiliary verb. Bà dương thua chứ lùm hạt anh tạo nè. Bà. Tỏ hả lao dương mơ tờ test your grammar before you start your unit. So I want you to test all your grammars related to I show on the slide. Nah? Column A and column B. So which one is that use match to the column B? You can write number one to letter A, B, C, D for example, okay? So I give you 5 minutes to do this and then we correct together, okay? Ta nhầm oi pram nè tí, hay bà tò mà tiếp cho mình nâng cài đăng ọc. Okay, so if you are ready, so we have to correct all together. So this one modal verb has many meanings. They want you to match a sentence in column A with meaning in column B, okay? This is column A, this is column B, okay? So number one, he can ski, which one is correct? He can ski. Letter D. Letter D, okay? So we use modal verb can to show about the ability, okay? So number two, you can play by checks. Which one? Correct. You can't play by check. And then how you see this? See? I saw F. Letter F. Maybe C. I think can't play by check. Okay, which one's correct? Okay, you think, eh? Letter F, unwillingness. Okay, you just guess. Okay. Number three, you must stop at the crossroad. Which one? Letter C. Okay, letter C, application. Okay. Number four, you must see the film. Which one? The C. Letter C, the same. Okay. Number five, he must be rich. He must be rich. As I told you the previous semester, modal verbs have many meanings. Okay. So if you know the meaning, you should read the sentence carefully and you try to translate. You have to test, you have to prop for your translation for each of those sentences. Line number five, he must be rich. He must be rich. Which one is correct? Which one is correct? Letter E, sir. Letter E, probability. Okay, and how about the others? Which one is correct? I think that letter F, yeah. Letter F. On another time, I did. Chào bạn sang ngay thằng này mình ở Vinh Sọ Sọ Có mà. Gue chắc Asta Seneca lagi.
Ba AstraZeneca. Của ông. Nên tôi tốc ăn của nhóm chạy hơi đẹp. Ba. Tôi tốc 7 ngày. Họ có. Ở đây ai hút tập ở trang. Vì mà bị đi những đình bọn đạo đó rồi. Mở tới đình đạo. Ok, just guess. No problem number 6. I will help. I won't help you. Letter F. Letter F. Okay. Letter F mean P, mean willingness and unwillingness. Willingness mean a chante. Mean a chante. Unwillingness mean a mean chante. Number 7, you should do more exercise. Advice. Letter B. Okay, advice letter B. Number 8. It will be a good party. Đây đôi sngat bong Polony á. Bong Polony đôi sngat á. Đây tranh ba đấy. E. Ơ bong Polony. Tranh ba đó bà. Tờ nào vậy ếch mùi nè. Letter E nè. Letter E. Ok. Number 9, it might rain. Which one? It might rain. Letter E đây đấy chứ. Letter E. Okay. So we correct together. Check your answer. Number 1 is B. D. Okay, ability. Number 2, A. Permission. Number 3, C. Application. Number 4, B, advice. Okay. Number 5, E, probability. Number 6, F, unwillingness. Okay. Number, so that B, advice. Number 8, E, probability. Number 9, E, probability. Throw my comment. I wrong 2. Wrong 8, wrong 3. You wrong 3, yeah? Letter B, letter 4. Then letter 5. Okay. Call letter 5. Yes. Đó là lâu mùi tiết. Và chúng ta đi sân phụ flood. Lâu dương thư làm hạt mùi tiết. Bà, nè, bà. Thưa mùi tiết đi, cái ai dừng read the sentence number 1 to number 10 hay cái ai dừng underline the modal verbs. Bà. Tỏ ra dùng tục dạp bê đoài pram để tì. Bà. Underline vì mơ. Okay, so they want you to read the sentence from number 1 to number 10 and underline the modal verbs. So number 1, say po number 1. Which one? Underline the words can, teacher. Okay, the word can. Thank you. Yes. And number 2, Prada Sukhun. Prada Sukhun. Number 2. Prada Sukhun. Prada Sukhun. Prada Sukhun. May I take, may I make a suggestion? Yes. Which one is the modal verb you have to underline? Ta mùi nè chỉ một make đoạn vợ. Ba? Chúng ta make yes. Đi sợ. Ok, may, thank you. Number 3, Ratana, number 3. Rune Ratana. Yes, sir. I sing smoke, teacher. You sing smoke? Smoke is more dollar verb? Are you sure? Yes, okay. Nạp sinh, mạch đà, smoke. Smoke chỉ modal verb. No, cha can ta. Can modal verb. Can. Bà, mình như thế nè, Ratana. Mình make cái nè, make cũng kêu chữ verb ấy nè. Hay là pe can ấy bằng modal verb nè. Bà, toàn đấy Ratana. Yeah, cha yeah. Toàn number 4. Number 4, oi sakun kao. Bà. Sure, cha. Yes. Das tiri. Ý đã hả đi. Mẹ shoot đấy chờ. Bà shoot. Shoot đánh nữa nghe. Bà đừng shoot non. Bà.
Number five, I tell can chat, yeah. PA? Must. Number six, I tell sister Pauline. Shoot. Okay, shoot. Number seven, I tell lie, some lie. Be some lie dot curl, John. Hello, lie. Bong lie did at no long, Poncha. Okay, Jen Mara. The oil can conja, soon some poor, conja some poor. Conja, are you here with us? Yes, teacher. Yes. Which I one? The first one. I'm going to teacher. Real. Mùi nè, con. Anh viên lấy cho viên này, dù viên pass nè. Anh xin người viên. Viên ba. Nghĩa là sao đảm bảo L, postro, đảm bảo L, cứ viên lấy. Nó cứ chưa mô đoàn vừa bảo. Number eight, you must not work on the grass. Ôi tao, Rohani. Ba. Are you here, Rohani? Yes, teacher. Yes, which one? Must not. Okay, must. Number nine, I tell me. Do you know sao này phải? Can you write ba? Can you write? Code. Can you write? Code. Okay, code. And the last one, Kunja, Romrathi. Will teacher. Okay, will. We go one, no? One not, no? Ba. No, one not. Yes. Will not, ba. One. Ta lấy những mươi chùm lại được ọc nì. Bà. Nó, anh ấy kia chia một đoàn vừa bảo dư nữa. Anh đã làm dư nè. Ta nè. Bà. Ta lấy những châu mê riêng tích tấu. Bà. Hay chậm dương xâm rác. Chậm một slide tấu. Bà. Ta ngày nay dư riêng tạ tấu chùm mùi những introduction to modal auxiliary verb. So in the previous semester, I have taught you already about the auxiliary verb. So what is the meaning of the word modal auxiliary verb? Who can tell me? And now you can read no kong cham mi ti mui hai hai. And now you read the bong day day. Now you need one. Now you need to know the modal auxiliary verb now. Does I touch you modal auxiliary verb? I pep some man, eh? Am I chat, yeah? Yes, sir. So what is modal auxiliary verb? Modal auxiliary verb is a group of verbs that are expressed about the ability, mm-hmm. about the request. Yes. About the permission offer. Yes. Etienne? And applications. Yes. And advisor. Okay. Minute it, eh? It's all true. Okay, thank you. Tana na kama tita, our sister Pauline. What is your idea? What is the mode of auxiliary verbs? The same chat, yeah. The mode of auxiliary verb is the that kind of the verb that that okay. used to indicate a modal verb. I think like this. Okay, thank you. And Ihang, so many of them, Ihang, are you here with us? Yeah, sir. I just remember it little, but I know I just know that I have known that modal auxiliary verb is the verb that express an idea, yes, express an idea or willingness or
Jackson. But if the slide, yes, you can see the slide. The slide is spread an idea such as ability, permission, and refusal, obligation, and blah blah blah. But what I just know is modal syllabus is a verb that can add the meaning to the sentence. It get more meaningful of sentence. Okay. I know it. Am I right or wrong? But I just say it. Okay. Thank you, Ihan. So now go to Wanderema Romrati. What is auxiliary verb? Auxiliary verb, no modal, teacher. No modal. Yes. About the auxiliary verb, we can say about, we can use together with the main verb. We can use with the main verb in order to show the verb tense or to show about the form of the negative or question sentences, teacher. Okay, thank you. We can say like this. Yes. Okay, so thank you. All your answers are correct. But I want to clarify that in English grammar, when we talk about verb, there are three classes of verbs. The first one we call auxiliary verbs, or some book they just call helping verb. And second, we call modal verbs that we have to learn for this unit. And the last one we call full verb or main verb is the same. So these are the three kinds or three classes of verbs. But in our unit, in unit 7, we focus on modal auxiliary verb or modal verb, okay? So when we talk about auxiliary verbs, we refer to the verbs. We refer to the auxiliary verb, or we refer to the verb that can use with the main verb to form the negatives or the question sentence. And auxiliary verb, there are only three kinds of auxiliary verb. The first one is we call to be, to do, and to have. This is auxiliary verb that we have to form the sentence in negative and question. But when we talk about the modal verbs, we refer to a small group of verbs, which are used with other verb to change the meaning in some ways. This we call modal auxiliary verb or modal verb. Okay? Chẳng, nâu khăn ông tùm rung, nây kệ giá sát, vì miệng bay bập hệt. Thông thông. Tì mũi kì ôi chmô thà auxiliary verb, tì bí kì ôi chmô thà modal auxiliary verb, tì bay kì ôi chmô thà full verb, recommend verb. Đại dương dây em bị auxiliary verb bị miễn tạp bay đi. Sự phẩm khác cái dây là helping verb. Cứ miễn to be, to do, hay là to have. Vấn đề mà sân dương dây tham mô đoàn auxiliary verb này, anh nó không cần làm dương này. Không cho lõm á. Nên anh nó không cần làm dương này, cơ hội chúng ta tham mô đoàn auxiliary. Rồi có sự phẩm khác cái dây ta mô đoàn verb này. Rồi đấy. Và. Và tạng ơn nó dương ban riêng nó không. Semester 1 no, by unit 1 the most power long way the most slide long way nak chom dak lompat oi nou knong dang ai ne ba ncheng nou khong ka nai ni yeung introduction to modal auxiliary verb yeung dang tang ok khni hai tha modal auxiliary verb keu mien nou knong tarang ba yeung mien can could may might shall should will would must ought to ai nang ta ne ba nou ka nai yeung dak 10 ba chẳng hạn tặng ơn những prada mấy ấy nè, they are used with great frequency and with a wide range of meaning. Rồi có những anh dạy mình dạng tiết thế, modal auxiliary verb is a small group of verb that used with other verb to change the meaning in some way của bạn. Tôi nói với smart anh thế này, cứ chỉ cầm để bị muối mà đại kỳ prada với chỉ muối những cái giá sáp chấm bong nà muối đập bay việc phạt đồ anh thế này nấu khả năng pe nè. Nà mùi chôn cáo khen nâng dương bọc ra thả ạc nó phê đề viết
ប្រើជាលក្ខណៈ ability ប៉ុន្តែបើសិនយើងប្រើ can ហើយឬក៏ could ហ្នឹងប្រើជាលក្ខណៈ probability យើងអាចបកប្រែថាអាចទេគឺយើងបកប្រែប្រហែលវិញឃើញទេឃើញផ្លាស់ប្ដូរទេបាទណា They express ideas such as willingness and ability permission refusal application prohibition suggestion necessity promise and intention ឃើញទេអញ្ចឹងមានតែពួកវាទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានគេប្រើដើម្បីបង្ហាញនូវគំនិតមួយចំនួនដូចជា willingness អីគេ willingness ឆន្ទៈសមត្ថភាពបាទសុំការអនុញ្ញាតបដិសេធកតបកិច្ចការហាមឃាត់សំណើភាពចាំបាច់សន្យាហើយនឹងគោលបំណងឃើញទេតោះណាមួយមួយណាបាទ all modal auxiliary verb can express degree of certainty probability and possibility អញ្ចឹងគេថារាល់ modal auxiliary verb ទាំងអស់ហ្នឹងគេអាចប្រើវាដើម្បីបញ្ជាក់ឬក៏បង្ហាញនៅកម្រិតនៃភាពជាក់លាក់ណាមួយឬក៏ជាភាពប្រហែលណាមួយណា probability ឬក៏ possibility តោះណាអញ្ចឹងគឺយើងប្រើ modal auxiliary verb ហ្នឹងឥឡូវយើងមើលទៅលើ characteristic របស់វា they have several characteristics the first one there is no s in the third person អញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើពពួក modal auxiliary verb ចូលនៅក្នុងប្រយោគមួយទោះបីវាប្រើជាមួយនឹងបរិយាទីប្រមាណក៏ដោយគឺកិរិយាសព្ទឬក៏ main verb ដែលចូលនៅបន្ទាប់ពី modal auxiliary verb ហ្នឹងគឺអត់បន្ថែម s នោះទេចាំណាអាហ្នឹងគឺលក្ខណៈរបស់ modal auxiliary verb ឧទាហរណ៍ថា he can swim អត់មានថា he can swims បន្ថែម s កន្លែង swim ទៀតទេណាបន្ថែមបានប៉ុន្តែវាខុសតើណាយើងអាចបន្ថែមបានប៉ុន្តែវាខុសទី2 she must go អត់មាននិយាយថា she must go យ៉ាងទេតើណាអ្នកគេបញ្ជាក់ហើយណាអត់មានបន្ថែម s ឬក៏ es ទេណាអត់មានបន្ថែមទេកាលណាយើងប្រើជាមួយនឹង modal auxiliary verb ទី3 there is no do or does in the question អញ្ចឹងសម្រាប់បង្កើតទៅជាប្រយោគសំណួរគឺយើងអត់យក do យក does យកមកជួយទេទោះបីយើងប្រើ subject ប្រភេទណាក៏ដោយមិនថា third person មិនថា first person មិនថា second person ទេណាអូទីហតា may I ask a question គឺញ៉េអត់មានបន្ថែមអត់មានលុបពាក្យ may ចោលហើយដាក់ do ទេអត់មាននិយាយថា do I may ask a permission ចឹងទេតើណាអត់មាននិយាយចឹងទេគឺយើងយក a modal auxiliary verb យកទៅធ្វើជាសំណួរតែម្ដងទី2 shall we go អត់មានយកថា do we shall go អីចឹងទេអត់មាននិយាយចឹងទេគឺយើងយក a modalauxiliary verb យកមកដាក់ខាងមុខ subject លើកទៅជាសំណួរតែម្ដងណាចុចមួយទៀត there is no don't or doesn't in the negative ណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីនេះគឺអត់មានប្រើពាក្យ don't ឬក៏ doesn't នៅក្នុងទម្រង់បែបប្រយោគបដិសេធនោះទេណាអត់មាននិយាយថា you don't shoot a tail lie ចឹងទេអត់មាននិយាយចឹងទេគឺយើងយកអាហ្នឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹង not នៃបដិសេធយកតែម្ដងមានន័យថាយើងយកអា modal auxiliary ភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យ not ទៅជា modal auxiliary verb តែម្ដងឧទាហរណ៍ថា you should not tell lie ណាអត់មាននិយាយថា you should ហើយ don't ទៀតឬក៏ you don't should tell lie ចឹងទេកាលណាដាក់អញ្ចឹងគឺសើចយើងអាយ៉ះមាត់ខ្ទេចហើយបាទមួយទៀត you won't believe this អត់មាននិយាយថា you don't will believe this ទេអញ្ចឹងទេណាគឺយើងយកពាក្យ will បូកមួយ not ដែលយើងសេតម្រងកាត់វាទៅជា won ហើយណា won មកពាក្យថា will បូកមួយ not ណាបាទតោះមកជួរនេះមានឆ្ងល់អីអត់សូមលើកឡើងប៉ុនឆ្ងល់ហ្នឹងយើង chapter មុនយើងរៀនលំអិតអីឆ្ងល់អីមែនទេពី
teacher គេសັບគេសងលេសមានតែ3ប្រភេទហ្នឹងហើយក៏មានទាំងអស់ប្រមាណគ្រូមកទាំងអស់ជាសងលេសទាំងអស់សម្រាប់កិរិយាសັບជាសងលេសវាមានតែ3ថ្នាក់ហ្នឹងទេធំធំបើសិនយើងនិយាយទៅដល់ពពុះ irregular verb ណា transitional verb ឬក៏ intransitional verb អាហ្នឹងវាជារឿងផ្សេងទៀតបាទណាបាទមែនអូសីបាទយើងនិយាយអំពីទៀតអាកិរិយាសព្ទដែលរងអំពើអាកិរិយាសព្ទមិនរងអំពើអីហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងពពួក main verb ទេឬក៏ full verb ទេគឺយើងត្រូវបែងចែកប៉ុន្តែបើសិនយើងនិយាយទៅដល់ពួកអានេះគឺវាមាន13ប្រភេទធំធំទេប្រភេទទី1ក៏ឈ្មោះថា auxiliary verb ប្រភេទទី2ក៏ឈ្មោះថា modal auxiliary verb ប្រភេទទី3ក៏ឈ្មោះថា main verb ឬក៏ហៅថា full verb ហើយក្នុង main verb និង full verb នេះយើងបែងចែកតទៅទៀតវាមានអាកិរិយាសព្ទប្រែប្រួលហើយអាកិរិយាសព្ទមិនប្រែប្រួលគឺវាស្ថិតនៅក្នុងអា main verb ឬក៏ full verb ហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតអាកិរិយាសព្ទ transitive verb ហើយនិងអាកិរិយាសព្ទ intransitive verb គឺវាស្ថិតនៅក្នុងអា main verb ហ្នឹងហើយតោះមកនេះបងបាទលោកគ្រូណែបាទបាទច្បាស់ហើយណាច្បាស់ហើយណាអីអមេសាជិះបាទត្រូវច្បាស់មួយមួយអញ្ចឹងបាទរៀនមកខ្ញុំត្រូវតច្បាស់ហើយបើអត់ច្បាស់ខ្ញុំបើកវគ្គមួយទៀតដែលចូលនៅខែក្រោយរៀនខែសៅរ៍ខែអាទិត្យបាទខ្ញុំត្រូវអា speech បាទខ្ញុំរៀន part of speech បាទ part of speech គឺទី2ក្បាលហើយនឹងបូកជាមួយនឹង tense យើងមកក្បាលទៀតអញ្ចឹងសរុបវា3ក្បាលណាសរុបទៅវាសភៅ3ក្បាលអញ្ចឹង3ក្បាលហ្នឹងខ្ញុំយកមកចប់ចប់មកក្បាលតែ10ដុល្លារមកក្បាល10ដុល្លារទេមកចប់មកចប់នឹងឲ្យរៀនអត់កំណត់ពេលទេនេះរៀនអត់កំណត់រយៈពេលទេគេចែកជូនរៀនហ្វ្រីឯកសារផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ហ្វ្រីហើយនឹងកលឹះផ្សេងផ្សេងទៀតណាអញ្ចឹងរៀន3ក្បាលហ្នឹងគឺមកចប់កម្មវិធីរបស់វានឹងអត់ដែលកំណត់ទេយើងរៀនតតែចេះច្បាស់តែ30ដុល្លារទេណាតែ30ដុល្លារទេហើយគេចូលរៀនថ្ងៃទី2ខែ10ហ្នឹងហើយបាទនៅបចង់ចេះច្បាស់តាមទៀតណាបាទអាហ្នឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះវេយ្យាករណ៍បាទ part of speech បូកមួយ tense របស់យើងហ្នឹងកាលទាំង12ហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ស្ថិតនៅក្នុងគេដែរណាតោះឥឡូវបើអត់ស្ងល់ទេចូលមួយទៀតចូលជូនដំណឹងហ្នឹងហើយបាទបងបាទជួយខ្ញុំសូមមកទៀតintensive verb អានឹង intensive verb នឹងមាននៅក្នុងតា full verb និង main verb នឹងគេ auxiliary verb ហើយនឹង full verb ហើយនឹង main verb តែមួយទេបងគ្រាន់តែសភៅខ្លះគេនិយាយ full verb ចឹងតែសភៅខ្លះគេនិយាយតែ main verb ចឹងទៅវាតាមពិតបងប្អូនវាបកកើតឈ្មោះតែមួយហ្នឹងស្មើតែគ្នាបាទលោកអញ្ចឹងអា intensive verb នឹង intensive verb នឹងវាមាននៅក្នុងតាអា full verb ហ្នឹងលោកនឹងអត់មានតែបាទបាទមាននៅក្នុង full verb ហ្នឹងទេបាទបាទលោកអរគុណតោះនេះបងតោះនេះបាទបាទលោកតាមានអីទៀតមានទៀតទេតោះមួយទៀត they follow by an infinitive without to the exception is of to អញ្ចឹងនៅពេលដែលពពួកអា modal auxiliary verb នេះយើងប្រើជាមួយនឹង main verb អត់មានបន្ថែម to នៅបន្ទាប់ពីវាទេលើកលែងតែពាក្យ ought to ដោយសារពាក្យវាភ្ជាប់មកអញ្ចឹងតែម្ដងបើយើងលុប to ចោលក៏ខកណាបាទអញ្ចឹងតើយើងដាក់ to អញ្ចឹង ought to នោះគឺជាពាក្យវាតែមួយអញ្ចឹងទេណាឧទាហរណ៍ថា it might rain អត់មាន it might to rain អញ្ចឹងទេកាលណាយើងបន្ថែមអញ្ចឹងវាចេះតែបានប៉ុន្តែវាខកហើយគេសាយយះមកតិចហ៎How could you have តោះណាបាទមាននិយាយថា could you to have ចឹងទេណាប៉ុន្តែសម្រាប់ ought to យើងត្រូវបន្ថែមយើងត្រូវតែមានប្រភពពាក្យវាមកអញ្ចឹងលុបចោលក៏ខុសអត់ដាក់ក៏ខុសត្រូវតែដាក់ដាច់ខាតអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះគាត់ច្រឡំគាត់ថា you must to sleep ក៏ប៉ុន្តែអត់ដាក់ to ទេ you must អត់ to ទេអត់មាន to ទេក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយក៏អត់មានធ្លុដែរណាអានោះសិនតែលក្ខណៈ characteristic របស់វា they don't really have past form infinitive or ing form or the verb are used instead អញ្ចឹងពពួកវាទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់មានទម្រង់ជាអតីតកាលទេណាទម្រង់ជា past form ទេឬក៏ infinitive ទេឬក៏ ing form ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីមួយចំនួន
dương prao viết chùm nua dương prao viết chùm nua đài nè mà đôi chìa bị I had to work mà I had to work như bằng hai bìa tay tạ ca là mà had to nâng vô small more bìa kia have to nâng ai mà I had to work had when I was young mà hôm mới tiết I would love to be able to ski mà be able to nâng cứ vì mô bìa tạ khen nâng ai khen cô nâng ai hôm mới tiết I had having to get up in the morning thấy nhé trong là sao had nâng ai nâu khẳng cõi bị hết, nâu khẳng cõi bị lớp dân thở bộ mùi verb ing tặng ọc phân tế và bố à mô đoàn oxy verb ní vì ọt miên tặng thêm ấy chia tay tặng ca rư gò vì ọt miên ấy chả thơ tặng thêm thu rư gò infinitive ấy tê rư gò ing ấy tê phân tế cả này mùi chừng nguồn dương prao chừng nụ bàn dương prao chừng nụ hốc đối cả này thì nhé dương thêm ing bị hết nè đối xa bị hết nè nâu khẳng cõi rõ kê giá sắp nà để prao nâu khẳng cõi bị lớp bị hết dương thở bộ mùi verb ing tặng ọc hay xuống trong ta anh đang mạch bàn chắc được hù rư cự trở trong mặt đăng tê rù bằng môn bia bằng chẳng nhưng còn là chán ta bằng năng tở nế bà họ trong cao bà cho nèm they can be used with perfect infinitive to refer to the past trong vi ai đây là những cái chùm nua oi nè à mô đọt oxy verb nè chẳng biết là mô đoàn oxy verb thì ai trọng bàn kì prá chỉ mùi nâng tùm rốt bài chỉ lệ cái nạ perfect infinitive đảm bấy prá xâm rạp xâm đau tà lứ tùm rốt ạ tay tà ca xâm rạp bò ra miên bà tham thiết cho dân mơ tà lứ grammar reference nâu tùm bò nâu unit 10 nọ bà dân trăm unit 10 nhanh dân lập ạ tà lần xuyệt nế bà ô tì hà tha you should have told me that you can swim thế nhé chẳng cả nà dân prá chỉ tùm rốt perfect anh đang cứ bận chạy thác và dục chẳng mua lúc cứ việc bằng hai tia tay tất cả cho nên ní rụp một mà cái đã thầm ấy they can be used with perfect infinitive to refer to the past chẳng hạn là dân prao dù môi tùm rung perfect dù à phụ ảnh ấy prao dù môi tùm ca present perfect chẳng phải dục chẳng mua lúc cứ bằng hai nhằm phí sạc mà phía cả lãng khăn là tay tất cả toàn mà đấy hay xuống cho mấy bạn chắc ní cái đã phần nào này instruction mà kì này à ní thức dụ là you might have drawn dạ tay tạ ca là she must have been crazy to marry him tự nhiên sắp ta chia tay tạ ca toàn bàn rư gọt toàn cho một đô nâng ách ra cho một past simple bằng là cho một đó past simple có gì ai phở bàn này và nhưng ai phở bán bạn đã dừng phở bán dừng trong trạng nó gặp lại thị xã nè dừng bầm lại và phụ anh ấy với nhẹ đôi chân cạn này nè dừng phở bán nè I had to work hard when I was young bạn ta chạy dài xuống trong mình ta anh đang phải mùi phá xin phó bán là phá bán bạn đã dừng thở bầm lại nhẹ nè bạn ta bà xanh dừng trong trạng sắp đau từ lưu sở ca mà phía đã cạn lên không ở tay đá cá kì ơ dừng phá tùm lúc mẹp chỉ là perfect mình toàn áp chạy dài. Phần đó bà xanh dương prao dù mùi nâng passing point dương ai bầm lai bà phụ à heo thu ấy nâng dương bầm lai như tàu chía hẹt mình đừng lai cho mình toàn màn ấy chạy dài. Tôn trở vấn tay nhưng trong người thay nhưng trong prao à phụ à mở đầu vợ bị chía you should have told me that you can swim nâng nhưng trong đã phải chía you should thôi muốn admin admin này admin này phơi cho admin này toàn này toàn bật trái bà sang dùng bầm lai của anh ấy ở tôi chỉ pha với bàn nhé bà phần đấy bà sang đôi cạnh giá anh vậy tha you should thôi chứ không cần bàn tề nhé admin tề việc phá bán phần đấy việc học hay cái sai gì à mòn bởi dương trong cái sai dương là dương món anh đang dùng thời dân tèo ta mới chưa dùng nuôi tiết you should have told me that you want swim nâng anh đang chưa chưa bị cho có thể tài cao lên cổ we know khi nông bởi dục dương pra present perfect men chưa bị dục ở đây tài cao tê vì nó chỉ present ở đá bằng tay việc lo bằng trang từ lưu sạc cao mà phiếp đã cao lên khi nông ở đây tài cao dạ, ổn rồi. Dưới chìm dục present,
phần tế viết cho lâu bằng chăng sẽ cao mà thiếp nâu nó ở tay ta mà nó phần nặng bằng you might have drawn viết cho bây giờ present perfect form mà nè dương prai vui mô đọc xì vừa phần tế viết cho lâu bằng chăng tới lưu sẽ cao mà thiếp cả lá nó ở tay ta cả ní kì bây giờ anh ấy. They can be used with perfect infinitive to refer to the past nè là cái đã tì ho nhưng mà bậy buồn đi ở dưới mơ nè toàn án toàn ta mới xin nuôi tiết mình lấy tiết đấy ok bà ớt xin nuôi tiết là lao dương